rồi, em chọn ra mấy cây lan tiêu rất đẹp ở đây ấy. Cây nào cây nấy, ba cái cây này này, cây bé bé như này thôi nhưng cũng có một cái độ thoát thân khoảng tầm 10 đến 15 cm. Còn đây có một cái cây to như này, cao hơn gốc to. Các cây này thì giá tiền như nhau. Anh lấy cây nào thì anh báo em gửi chính xác cây đấy ạ. Có một cái cây này gốc khá đẹp anh ạ. Dễ nổi. Đó. Anh bảo là chọn anh muốn làm một cái cây mà mini bonsai. Đấy anh xem em quay chi tiết cụ thể từng cây như này thì anh xem anh ưng cái cây nào anh báo em nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây lan tiêu ạ, xin vui lòng alo ạ. Một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá. Cảm ơn bạn.